Okay, check it, check it. Yeah, I say gang, bọn anh thích thì trận with my man, yeah, làm việc hết tần suất. I say gang, bọn anh thích thì trận with my man, yeah, làm việc hết tần suất. Đi con xe và lướt trên phố, ta nói shout out to my man, biết khó khăn nhưng mà vẫn cố. Ta nói shout out to my gang, chạy ra Đinh Tiên Hoàng cho lên bàn hai bát phở tái. Nhìn đằng xa có anh không mũ, hóa ra là anh đang chờ gái. Ta muốn những bế tắc của tao được giải quyết, ta muốn đứng lên sân khấu mọi người phải biết. Bằng con beat và casting, SD Gang đang trapping, làm nhiều thứ để được vào sâu và không có chỗ cho betting. Tiền chỉ là công cụ, muốn chiến thắng thì cần tài năng. Mất vài đêm không ngủ, đi lên đỉnh thì cần vài năm. Tối đến là mọi người gặp nhau, anh em bắt tay vào việc. Phong cách sống luôn luôn sòng phẳng và không để thằng nào thiệt. Late night lại get high, không quan tâm đến deadline. Represent cho H-Town và shout down the west side. Gửi tặng dòng lưu bút, thực sự tao chẳng muốn get ai. Tìm tao trên YouTube nếu ngày đó là bad night. Essay, bọn anh thích thì chất. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's, snack khoai tây số 1 thế giới. Giòn, ngon, view cùng rap Việt. Vào giờ đêm, lo bật lên, we in the party. Trên bàn có cả nền vang hoa cười như ở Paris. Turn the beat, burn the heat. Tập trung vào bàn việc đến khi toàn tiệc được lướt trên Rari. Đồ anh có toàn quyền, không ngại bị làm phiền. Phát nhạc anh ở trên rock viết âm thanh đi tới toàn miền. Quyết định số vẫn theo ý muốn, vẫn cùng anh em chung chỉ hướng. Homie là stylist, hoặc đồ hiệu từ trên nhìn xuống. On the top man, các em nói là hot damn. From the bottom như là Drake, vật đó là God's plan. Thoát khỏi vùng nguy hiểm, cầm mic và ghi điểm. Vẫn câu cứ thi chia, đám đông phải di chuyển. SA Gang mặc suit and tie, phong thái như ông chủ. Gọi cho anh em vào hotline đến khi cả team đông đủ. Tiền chất là vạch đích, nếu anh thích thì cứ lướt qua. Tự tạo ra thành tích, quên mặc click cả nhiều bước ra. Mời em về với đội của anh này, đội của anh này. Mời em về với đội của anh. Mời em về với đội của anh này, đội của anh này. Mời em về với đội của anh. Mời em về với đội của anh này, đội của anh gì. Mời em về với đội của anh. Mời em về với đội của anh này, đội của Bowie. Mời em về với đội của Rap Simon. Keep silent. Từ con số không không theo số đông trở thành icon. Flashlight, drop style. Không được phép sai hoàn thiện deadline, live a fresh life. Yeah, burn the sticker, get some cash. Biết anh tour the bank of net. Welcome to my team, yeah. Vì nghe nhạc này anh em kết. Chút tần số thì ta connect. Lên trên sân khấu như phượng hoàng. Đổ qua mã mây hết sắp cách. Và trong phòng thu vẫn là địa bàn. Gọi tên anh là nắng, vì hè này lại nóng. Hà Nội đến Đà Nẵng, bộ anh đã phủ sóng. Kim cương là ý chí, thành công là tiền đô. Sống luôn phải thoải mái và không có nhiều phiền lo. Boy no sign from A-Town. Giơ tay lên cao xem nào. Mai chỉ xích áo tin. Yeah, bọn anh đến từ Hà Nội. Như học sinh cấp 1, thấy khăn đỏ là muốn vào đội. Hey, hey. Mời em về với đội của anh. Mời em về với đội của anh. Đội của anh. Mời em về với đội của anh. Mời em về với đội của anh. Đội của anh. Mời em về với đội của anh. Mời em về với đội của anh. Đội của Carry. Mời em về với đội của anh. Mời em về với đội của anh. Đội của Passing. Mời em về với đội của anh. Chia, chia, về đội của anh. Chia, chia, chia. Về đội của anh, nếu anh muốn đảm bảo, mời em về với đội của anh. Sự lựa chọn hoàn hảo, mời em về với đội của anh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Mình là Obito, straight out from OTD. Tôi đang bước vào nhà bang để tiền chi cho dự án, để tỏa sáng trên đường phố when you talk shit. Chỉ đây đúng năm 18, tôi đã kiếm được tiền tỷ ngồi ở chỗ như người muốn, and I love it. Hold up, wait. Muốn thấy cầu vọng phải mưa lâu. Thằng cướp đi sự sống, thằng muốn cướp đi tiền tài. Dùm sự nghiệp tao đi xuống đi, được nhìn thấy tao đâu. Tao nói với thằng em là tao đang cố gắng thành trụ cột like a man. Cố gắng để tao tặng mày đôi giày. But hope you won't stuck in the gang. Đó, tao nói với thằng anh là tao đang tao kiếm được bản tính như tao gang. Tao bỏ hết vết máu của ngày xưa. Young kid better stay in your lane. Yeah, tao bán cái sự sống cho âm nhạc.
để rồi nhạc kêu đồng tiền rồi cho tao. Tao bước lên đại học lý do chính để tiếp xúc với môi trường đầy cạnh tranh, được mở rộng và nâng cao. Cứ đưa thứ bụi bặm này cho tao. Thành công tao đang có là do tao. You fit to the street and they giving you back, and you better respect, homie, watch your mouth. Call me the boss, huh? Mình là Obito, straight out from OTD. Yeah, chào tất cả các mọi người ở đây. Nhìn bầu trời sáng trong đôi mắt của em làm anh say đắm say. Tụi mình cùng bước đến quá khứ đằng sau đôi mình tay nắm tay. Yeah, hòa với nhịp kiss đặt trước bờ môi. Nào người lại quá anh ném vào tôi. Đôi mình trôi với mây, quên hết những đêm dài. Yeah, mình đắp hay bao lần beer, we party all night. Bữa trái này cho qua mau, we gon' be alright. Left foot, right foot, dance. Baby, I will be your man. Và đừng lo, baby girl, cho dù là wrong way. Cầm lao anh khi nhanh như Don Quixote. Vì sao sáng trong đêm đen, but I'm low key. Là người luôn sẽ yêu thương em, cause you are my baby. Sáng trong đôi mắt của em là mình sáng. Em là Nguyễn Minh Quân, rap name của em là TDO Quan và em đến từ S-Record. Và god damn, em đòi vài cái búng tay, chẳng biết là thân tình yêu vừa rồi bắn trúng ai. Và em ơi, yêu em không phải chọn giày, vậy nên anh đây cũng chẳng quan tâm đến việc đúng sai. Tình yêu là thế, bắt ta nếm vị đắng cay nồng. Những sự ngọt ngào từ em khiến anh chẳng dám thay lòng. Anh sẵn sàng bỏ mọi cuộc vui cùng cả đám bay phòng, để cùng em dạo chơi trên đầu ta là áng mây hồng. Bởi vì anh là như vậy, bởi vì anh là như vậy. Yeah, bởi vì anh là như vậy, bởi vì anh là như vậy. Anh em đưa thanh theo tôi nhá. Yeah, bởi vì anh là như vậy, bởi vì anh là như vậy. Let's go. Bởi vì anh là như vậy, bởi vì anh là khi màn hình tắt, anh trở về như anh chồng quốc dân. On stage vẽ khói vuốt tóc như Hàn Quốc lân. Chẳng cần giàu sang nhưng lại đến và xa. Em nói chỉ cần yêu năm không cần thiết đến và hoa. Ông trời kết nối ta bằng duyên. Tình yêu của anh là gió, còn em thì đem diều. Lạc trong tương tư này anh như là thằng điên. Nhưng đủ tình để nhớ
tôi đã lỡ yêu em nhiều. Tình yêu của đôi ta không phải để buôn bán, nên anh cũng chẳng phải là chàng tiểu thương. Tương tư em từ đêm cho tới sáng, vì em đáng nhớ hơn cả vàng cửu trương. Hình bóng của em luôn hiện hữu trong tâm trí. Thật lòng xin lỗi em vì đôi lúc không tâm lý. Và bài nhạc viết về em cùng vài nét chữ lên hình gọi. Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bề bạn. Ước mơ con là vòng quanh thế gian. Con vô tình là thế hay quên gọi về mẹ. Ước mơ của mẹ là thấy con về. Yeah. TDO Quan, S-Record, XL Represent. Và con trai của mẹ đã không còn yếu đuối nữa rồi. Yeah. Cuộc đời này trông gai nhiều thứ phải giành giật, nên con cũng chẳng tin đời tư. Mẹ thì đơn giản chờ đợi con về trước khi mà TV chiếu bản tin thời sự. Mẹ một con không bỏ bữa và ăn ngon với quần cả nhà mình trước một mâm cơm. Dù có khe hở mẹ luôn muốn che chở trước những lời xấu, những mũi dao đang đâm con. Và những lời đó là con thở khó, dù xung quanh trên người đã đeo giáp. Ngâm ngả ở đâu đứng dậy ở đó, vì mẹ dặn tôi cái này ta mới kéo khác. Đôi khi sống khó con chịu được rồi, mẹ luôn buồn thấy con trai mình cười nói. Bao nhiêu sóng gió bao tác cuộc đời luyện cho con bàn tay sắt thép như người sói. Thời gian trôi đi là khi con trưởng thành, có bao vết đau mà giờ đã tưởng lành. Mẹ dạy con trai là không được lười biếng, làm việc học tập mỗi ngày trên 10 tiếng. Một con vững bước trên con đường riêng, thành công với con những bước thì thường niên. Mẹ và đàn ông phải quả quyết, cái gì bỏ lỡ thì chả tiếc. Nhắc nhở con trai mình phải biết, có những lời nói chỉ là giả thuyết. Mẹ và con có được duyên tình và dạy cho con về tác phong. Mẹ đổi ước mơ của riêng mình để dành dần về ước mơ cho các con. Ước mơ con là vòng quanh thế gian. Con vô tình là thế hay quên gọi về mẹ. Ước mơ của mẹ là thấy con về. Con sẽ trở về, vâng. Con sẽ trở về, bao nhiêu chữ răng dở đang ở trên trang vở. Với áp lực thì con vẫn ở lề. Con khó khăn đè lên với cái đau người. Mẹ luôn muốn thấy con trai mau cười. Sau những thất bại con đứng dậy đi tiếp, vì con biết mình đau một mẹ đau người. Con biết mình đến khẳng định bản thân, chứ không cần phải phủ lên bản ngã. Một nước ánh đèn sân có sáng soi, và làm cho cái tên mình thật sáng giá. Mẹ dạy luôn phải tin vào bản thân, bật chế độ tỏa sáng khi ta thích. Phải có một cái đầu luôn ngẩng cao, nhưng không được chìm như là Titanic. Niềm tin vào con mẹ đẹp tất, dạy cho con những điều thật nhất. Cho dù tâm hồn luôn bay cao, những chân vẫn phải ở mặt đất. Chỉ cho con thấy những cảm xúc của đời người, và cả những người bị nó giăng bờ mắt. Coi như mệt mỏi như sợi tóc ở trên đầu, vuốt nó ra sau như undercut. Con đã đủ lớn và giờ khi gặp bất chắc không còn đổ báo và nhe nanh. Thứ quốc băng non đã được rèn rúa, và giờ đứng trong hàng ngũ của đoàn Che Xanh. Cây đốt bầu VAN đại diện hết sao, hoặc là sân khấu đây sẽ được con yêu. Con một khán giả hô vang tên mình, như khi về nhà về với con yêu. Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bề bạn. Ước mơ con là vùng quanh thế gian. Con vô tình là thế hay quên gọi về mẹ. Ước mơ của mẹ là thấy con về. Ở đôi lúc con vấp ngã trên đường đời, nhưng con đã tìm được lối đi riêng của mình rồi. Và con mong rằng mẹ vẫn sẽ ủng hộ con như trước giờ mẹ vẫn đã làm. TDO Quan, I love you mom. Peace. Em xin chào ban giám khảo và cùng toàn thể tất cả các thí sinh ạ. Em tên là Hoàng Anh, Facebook của em là Hoàng Anh. Ở nhà em có hai Hoàng và em là Hoàng Anh ạ. Chào toàn thể anh em giang hồ nha. Tại hạ mới ở quê lên, vẫn độc thân vì mới bị bồ đá, nên giờ chỉ yêu rap và mê game. Ham học hỏi giao lưu và kết bạn. Không chia bè hay kết phái, nhiều mối quan hệ cũng đã có vết dạn. Cũng chỉ tại vì dăm ba cái xếp hạng, là thằng da vàng thấp bé và nhỏ con. Tao chỉ bước lên sâu để quậy, và mấy tờ phách đại trà chỉ như là vỏ lon. Sao ra sút bay mà không cần chạy đà, chụp quay phát hỏa khi bị tao bỏ bom. Tao là tác giả của âm nhạc rất đốt, anh em tao đi vô sâu mang chất đốt. Và bùng lên như quả lựu đạn nó mất chốt. Ready, burning to the soul, burning to the game, burning for my homie, yeah yeah. Burning on the road, burning on your fame, burning on your clothes, yeah, yeah, yeah. I don't wanna flexing, cũng không cần phải bành trướng. Bước lên sâu và check in, bọn tao tạo ra ảnh hưởng. Không cần bọc ra vàng, như lời của tao vẫn còn giá trị. Mày không thể mua được mà đã quý, yeah, 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 yeah. Check in my flow, chỉ cần một con beat và làm nóng cái live show. Tên của tao on hit. Ông nhân này chỉ cho mày hai, mày không thể nào cai. Wow, wow. Chúc cho những thí sinh khác sẽ tìm riêng cho bản thân mình được một chỗ đứng tốt nha. Trước khi sức nóng từ vần câu ta lan tỏa, biến tất cả mọi khán giả thành những quả trứng ốp la. Yeah, con đấy cùng với cả anh tua. Yeah, tao đấy thèm tối để ganh đua. Yeah, sáng lên trên phố để khoe nhạc, tối về lại ăn cơm cà ghém và canh cua. Yeah, making money VND, đam mê bùng cháy như thuốc nổ TNT. Yeah, không cần ngầm vô lòng bèn. Sh
Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Đôi khi chuyện buồn ngang qua vì tiện đường nôn đến chiếm hết tâm trí, đuổi tâm hồn về những nơi xa xăm ghê, ra các lại những công việc thường ngày rời đi khỏi cả hiện trường. Ta là tha tìm lại niềm vui đâu đó trên con xe biển ba lăm b, nhưng đi đâu sẽ không có những rắc rối, loài người đang thi nhau non cao hay biển sâu, lựa chọn nó không nguy hiểm đâu. Chúng ta luôn bị giam cầm trong sự mênh mang của một không gian bên trong đang mang đầy ắp cô đơn. Có lẽ là tất cả đang nhập về sự tự do của cánh chim trời, dù được bay cao nhưng cao đến mấy cũng đâu thoát khỏi cái tầng ozone. Vũ trụ đang giấu gì đó khiến sự tò mò phát cáu vì nó. Ông mặt trời chứng kiến tất cả nhưng để lại gần hỏi sâu thì khó. Hay là mình đi và hỏi đại dương, cảm nhận nỗi vu vơ của biển, nằm nghe con sóng kể chuyện lênh đênh về bí mật của mẹ thiên nhiên. Nhiều khi bước chân trên mặt đất còn khiến cho mình cảm thấy tranh vênh, nên càng buồn ra khơi một chuyến, tiện đường hỏi đường chị tiên tiên. Đi về đâu cũng là thế. Ai thuộc cùng hát theo được không ạ? Yêu đậm sâu để sẽ chia xa 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 xa, 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 xa rồi. Đã thôi. Qua một trăm. Đi về đâu là thế. Yêu đậm sâu để sẽ chia xa. Thôi nhung nhớ mà thôi cao có. Bởi vì ngoài kia ở nơi đâu đó cô ấy đang thấy thoải mái hơn. Với sự tự do thì sao mà ta cứ phải mãi ôm lấy cả Thái Sơn. Suy tư gom từ cái hôm em đi, anh đem đắp lại thành núi. Muốn em được sống yên vui thì thôi chấp nhận cái đầu đánh cúi xuống. Bầu trời mặt đất song song, đi về đâu để thấy điểm chạm. Lúc chúng mình đến được với nhau, đó là khi mà nước biển cạn. Khi con ong từ chối mặt rồi, đến cả màn đêm cũng chẳng muốn buông. Một ngày hưởng nắng nhưng vườn hướng dương, bất chợt quay lưng giận dỗi mặt trời. Ngày mây không ở trên cao, dương mù thôi vương vườn ngọn đồi. Trăng lẩn trốn khỏi màn đêm sao. Đi về đâu chẳng nói một lời, do thấy mình không còn phong cách nên cũng chẳng muốn chẳng buồn lên cơn. Lúc ấy mình sẽ ở bên nhau, đi về đâu đó đến trọn đời. Ngày mây không ở trên cao, dương mù thôi vương vườn ngọn đồi. Trăng lẩn trốn khỏi màn đêm sao. Đi về đâu chẳng nói một lời, thiên hà không còn trước hiên nhà là lúc mà mình có thể bên nhau. Đi về đâu đó đến trọn đời. Đi về đâu là thế mà. Yêu đậm sâu để sẽ chia xa 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 rồi. Đã thôi nhung nhớ. Xin chào mọi người, báo giám khảo. Em tên là Hoàng Xuân Thắng. Rap name của em là Baby Gang, em đến từ Nghệ An ạ. Tôi cảm em bị ôm cho nên giọng em chi. Sao đào cho tất cả anh em ba miền, sao đào cho những người thân yêu của tao chi. What? Sao đâu cho miền Trung dân quê hương tao cần cù. Sao đâu cho miền Bắc Thăng Long đồng bãi không cần dù. Sao đâu cho miền Nam với sông Ca và ngọt ngào. Và tao sao đâu cho miền Tây uống được xanh không chân giọt nào. Sao đâu cho miền Trung dân quê hương tao cần cù. Sao đâu cho miền Bắc Thăng Long đồng bãi không cần dù. Sao đâu cho miền Nam với sông Ca và ngọt ngào. Và tao sao đâu cho miền Tây uống được xanh không chân giọt nào. Tao ngao du cả ba miền, đầu óc luôn giữ tỉnh táo đi phát triển để ra tiền. Tao trèo đèo lội suối, muốn sang sông phải qua thuyền. Mà đèo thích cảnh luôn, cúi đến ai đụng tao là va liền. Mới nói cho tụi mày nghe là dân miền Trung tao chất phát. Trái tim là kim cương, dù chân tay tao đất cát. Mới thấy tao khẳng khái, được thể hiện qua chất rap. Cái lúc tao thoải mái nhất là đứng ở trên đây cất hát. Yeah. Tao cảm nhận bằng trái tim, dân em anh miền. Trái phong độ không đi chân đất, quần áo luôn sạch thơm tho thơm đất. Và là người xứng đáng để tôi nói gớm nhất. Và tôi luôn tính toán thu chi ngăn nắp, chỉ đạo công nhân trồng cây xuống đất. Với con sông toàn bộ tôi tên Phong Hoàng, có ba vườn cây xanh tiếng tăm vang khắp. Mà của tôi ôi rồi ôi, cây đang héo gấp má là tươi. Học mới với lớp 8 nhưng là biết tận bài bản. Tiền tăng trong tài quả chẳng bao giờ vơi, vì cái ông đang cắp được vành vôi bằng phụ. Mỗi khi mà tôi giao tiếp gọi khách hàng là các nhà tỷ phú thì có bao nhiêu tiền cũng phải nôn ra hết. Bố tôi dạy tôi thể dục vào mỗi sáng nè. Mua đồ xong thì mối bán nè. Nhân lên cao khối tài sản. Whoa, đi uống bia cùng đối tác nè. Ai khó khăn là nhớ giúp nè. Ươm một cây xanh xuống đất nè. Bay lên cao hay xuống thấp thì cũng phải ghi nhớ gia đình là quý nhất nè.
nhau nghỉ nhau nghỉ nhau nghỉ nhau nghỉ cả đi cả ok wow có lòng tự tin một cái giá của mọi người đều nhìn ok wow lên cho thần tiên nghe theo anh em cùng hội cùng quyền ok wow bay như là chim cùng với con tim khắp mọi vùng miền ok wow hãy tin vào con sẽ làm rạng danh cả gia đình mình cây tùng cây mai cây xanh cây quất có gì chú bác ơi bao nhiêu vấn đề ra thêm nhiều hồ mua thêm cây phu lơ đó là cái cách gia đình tôi make money mỗi ngày trôi qua vẫn luôn như thế bươm hy vọng có những mầm cây xanh thằng con trai mẹ thì tin yêu nghệ thuật đến mức có thể xăm kín ngần này tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng không thể mua được tổ ấm phải nhớ yêu thương bố mẹ và ông bà chắc như bê tông để chúng ta đổ móng giữ lương thiện ở trong tâm bà tôi dạy được đúng sai phải trái dù nhà mình là nông dân nhưng mẹ dặn con trai tiêu tiền cho thoải mái bố tôi dạy tôi thể dục có mỗi sáng nè mua đồ xong thì mới bán nè nhớ lên cao khối tài sản wow đi uống bia cùng đối tác nè ai khó khăn là nhớ giúp nè mua một cây xanh xuống đất nè nói chung và gia đình của tôi nói riêng hơn slang baby gang brr. Em đi you know baby em đi you know baby em có muốn đứng kề bên chậm lại một chút thì thầm một chút nhưng lời em nói kề bên tai không thể nào quên được nếu em đã muốn hôm đằng sau anh nhẹ nhàng đi xa thành phố 2 giờ đêm ta không nhất thiết phải vội vàng y như lúc nãy ta đã bàn yên tâm vì anh rất đàng hoàng em không cần biết đang ở đâu đêm nay cứ để anh dịu nàng đưa em về khu lòng thành sân bay 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 đừng lo ngày mai anh sẽ đưa em trở về ngay 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 em hãy cười lên anh chỉ muốn em được thoải mái mãi mãi và em đừng lo gì hết vì có anh ở ngay đây 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 anh không cho em cô đơn cho em cô đơn, yeah, yeah. Nếu anh có cảm thấy giờ này thì người bên cạnh anh chắc chắn sẽ là em ngay. Sẽ là em ngay. Sẽ là em ngay. Có những lúc mệt nhoài chẳng muốn ở bên ai chỉ muốn đến bên em để cảm nhận một chút bình yên từ nơi của em rồi anh tiếp tục chạy anh đã cố gắng miệt mài dù biết nó vẫn còn dài sẽ có những thứ ở lại để nhường chỗ cho những điều mới mà đôi khi anh cũng không em như ngôi sao kia đang lẻ loi anh chỉ muốn bên em như thế thôi anh như ngôi sao kia đang lẻ loi chìm trong bóng tối đôi khi anh chỉ muốn được xe đôi anh như ngôi sao kia đang lẻ loi anh chỉ muốn bên em như thế thôi anh như ngôi sao kia đang lẻ loi chìm trong bóng tối đôi khi anh chỉ muốn được xe đôi I'm blind, I'm blind, I'm blind, I'm blind, I'm blind, I'm blind. Em biết cách để cho anh không cô đơn. Em biết cách để cho anh được vui hơn. Em biết cách making love. Anh muốn chạm vào em mỗi khi em thức giấc vào sáng sớm. Trong căn hộ Vinhome em ngồi bên anh ta cùng ăn cơm. Sau anh đến sân khấu anh cũng chỉ là một người cô đơn. Anh cũng biết tao, anh cũng biết lớn, anh cũng biết cao, anh cũng biết ngông mà. Để anh đón trái bầu trời đêm nay, để cho đôi cách này được tung bay. Để từng khoảng trống trong anh lắm đầy rồi anh sẽ trở về nhà cùng em ngay. Yeah, để anh đốt cháy cái xác khâu này. Yeah, để anh quay nát cái xác khâu này. Yeah, để anh sống hết với khoảnh khắc này rồi anh sẽ trở về nhà cùng em ngay. This is my life. This is my life. Life.
chỉ muốn bên em như thế đó. Anh như ngôi sao kia đang lẻ loi, xin cho bóng tôi đôi khi anh chỉ muốn được xe đôi. Anh như ngôi sao kia đang lẻ loi, anh chỉ muốn bên em như thế đó. Anh như ngôi sao kia đang lẻ loi, xin cho bóng tôi đôi khi anh chỉ muốn được xe đôi. Em tên là Nguyễn Kim Anh, rap name của em là Kelly. Lu Betty. Lu Betty, Lu Betty, Lu Betty. Lu Betty, Lu Betty. Lu Betty, Lu Betty, Lu Betty. Lu Betty. Oh yeah, double top on my pussy, call me baby. Nhưng mà em lại muốn được gọi là sexy lady. Tuy rằng ai nhìn em cũng phải nói mà em mê. Nhưng mà đâu sao đâu, khỏi phải trễ. Khi mà energy năng lượng của em luôn tràn trề. Ok Lu baby, đừng có đụng vào em ở đây. Where hello sex CL chain, đi rồi thêm cả dance yeah. Đừng có nói việc tới với cả sounds crazy. Hey, what you think about me? I'm sexy, mọi thứ với em đâu khó gì. Viết vấp thì rap về trong 15 phút. Yeah, get the money. Và sao như viên kim cương theo sau có nhiều tao rất gì thích nghe. Versace on body, yeah, get it, get it, get it, get it, get it, get it, yeah. Ooh, so what you gonna do? Nghe nhạc em anh hay luôn. Em thắng trên mọi mặt trận, I never, never, never lose. Keep it cool, I'm a champion. Is it true? Oh, double top, all my pussy. It's Kelly, Kelly, Kelly. Call it now, sexy. Shout out to all my ladies. Nghe gọi tiếng nắng long lanh của hàng mi. Nhờ thấy con nít thích khởi mi hoàng phi. Gương mặt xinh xắn nụ cười ngây ngất gì. Chỉ cần nháy mắt thôi cũng đã đủ. Hiền bao chẳng gì. Em thích vui, thích hát ca, thích ngắm nhìn mình ở trong gương. Gương kia ngự ở trên tường, người đẹp như mi ai mà không thương. Con gái mà vừa thông thái, vừa thông minh là lẽ thông thường. Không đẹp chỉ về bề ngoài, mà vẻ đẹp là từ trong xương, baby. Oh baby, do I love you, oh baby. Con nhìn này shout out to lady. Người bên này thật mượt, gosh crazy. Oh baby, baby, mạnh mẽ, chẳng dễ, chẳng dễ. Để con ở trái tim em. Là con gái, là con gái, fantasy, fantasy. Lại lùng lắm lắm, mặc trái kia đã sung phong. Là con gái, fantasy, fantasy. Chẳng cần make up, em đã lung linh. Là con gái, fantasy, fantasy. Ai nhìn vào cũng phải nói khá nhở. Không phá vỡ, không dễ thương, không phải con nít. Phải yêu luôn được yêu, but I don't need it. Tình nhầm em là hoa cỏ chu. Về đúng quy củ thì em là chủ một vườn hoa. Lộng lẫy kiêu sa, em được gọt đủ. Em có chủ quyền như Việt Nam có Trường Sa. Ai cứ tâm em này kiêu kêu, nhạc thì chết chiều. Anh ngờ rằng nó like a feel, feel, make a little seal. Kelly on the mic, shout out to all my girl. 1, 2, 3, 4, 5, các chị em ta làm nên điều kỳ diệu. Em chứ ai, đố anh tìm được ai giống em. Từ hai em xin tóc mình bling bling hey. Chem như mình tên vén như everyone dùng dên. 24k like me. Stay classy, stay sexy and I be bad as he. Không ai có thể ngăn được nhạc em phát triển. Vì nụ cười trên môi là xinh nhớ. Em chẳng thể để mất đâu. And shout out to all my ladies. Mà làm anh ngây ngơ. Chứ không thể để mất nhau. Mạnh mẽ như em đây anh không phải ngắm nhìn. Tỏa sáng như ngôi sao. Yeah, I'm a superstar. Vui là con gái, vui là con gái. Đọc rồi và sắc son, và đường nơi này eo thon. You better watch me, love me, can touch me. Bọn em nó xinh đẹp rồi, tâm vật lại hai. Người phải cho bản thân, về bản thân này. Có cô mày sắc, thì mày có ngày nên kim này. Sau vài ngày qua, một dù tâm thân này đã hao gây. Không ai đoán được bản thân em sẽ làm được những gì ở sau này. Ok, ok. Vui là con gái á. Dạ, em chào ban giám khảo. Em tên là Trần Đăng Khoa. Rap name của em là Freaky. Em đến từ An Giang và hiện đang sống ở Sài Gòn. Space Boy, có thêm anh là có subscriber. Làm nhạc trước và lead, mang thông điệp không chỉ là viral. Chỉnh chu vì mặt hình ảnh mấy ngày tay trái anh là designer. Bắt đầu là dùng beat mạng và nói cho anh đã biết chu ly. Và có tố chất để thành một trai. Và dù không đúng cũng mấy kiệt đoai. Nhạc anh có chất gây nghiện mà em cũng không có cách nào cai. Dù đỡ cả sao không biết, đó mày cũng không thể nào vai. Cũng không thể không dễ nào style, đó mày cũng không thể nào like. Bạn tổ chức có bắt vào đây thì không đồng nghĩa là nhạc mày hay hơn. Phát nhạc trên Spotify và bắt tiền đó phải trả bằng Maybon. Hip hop là cả văn hóa, phong cách sống. Stay low và stay real, stay low và stay real. Nhưng gặp Covid là stay home homie, stay home homie. Unicorn để truyền nhưng đeo khẩu trang và stay.
Alo, em hả? Anh đang thi rap Việt nè. Ở đây có nhiều người nổi tiếng lắm. Có Ficky nữa. Em mau bật tivi lên coi đi. Có được em số, nhưng mà cưới được em là phước đức mấy đời. Hồ đó, từ nông thôn mà xuống phố, giờ anh lên tivi là dưới quê em thấy rồi. Đây là tiếng nói khác thành party night life. Phá sân khấu rap Việt thành Paris by night. Gọi em quái phi, không phải only fan. Nhan sắc trang sức như là Johnny Dang. Từ mắt môi nhìn được sun screenshot. Là hot face nhiều người commenting God. Ta sẽ không thuộc chân mặt trong bên hào. Dắt em vào 1001 đêm như Sinbad. Đêm nay hangover. Kêu em mắt này ơi. Em chơi anh rap lớp đi thì chắc ai coi. Lyric so deep chìa. Nhưng là motif chìa. Làm em thở gấp chìa. Chị anh ngắt hai hơi. Mau lấy tiếng biết chèn vô. Cô cần ngắt micro. Anh chỉ cần ghi hình một phòng là nhà anh đắt live show. Trái tim anh là toán học. Hướng về em như vậy tôi. Để nó bị giảm còn dám nói gì qua nhà em nè. Bơ let's go. Amada. Ok. Bạn ăn suối cua được em hiện nay là mốt. Người ta nói hôm nay ngày mai là phốt. Nhưng vẫn thiên kìm gì em thấy anh tin gì. Bước vào làm phim thấy em ngờ như nay là hốt. Khiến anh hậu mana. I never older. I'm coming home with you. You call phải Peter Parker. Tránh xa sừng xì. Bye bye rap như sang. Em hứa sẽ quăng tìm nếu như đi thi được quăng nó. Vì anh không nói mà anh chỉ làm. Số dư tài khoản lên tới tỷ ngàn. Chào cao xính lễ, mọi người kính nể. Một câu rap của anh là đổi lấy một chỉ vàng. Anh đi ra thì diễn đàn, thì chàng nháp đi lên. Thưa hội cho anh cúp vài nên có một rap SEA Games. Thành danh hài rapper, vậy em thách ai đây? Vì anh là ứng cử viên đắt giá cho dù có Black Friday. Ok. Người có ý chí làm ăn. Ngoài anh ra chắc không ai bằng. Mình chẳng phú quý giàu sang. Ngoài ba chân gửi em chân thành. Khi em muốn cắt cùm cùm. Họ xong ăn tối ăn xong hò. Khi em muốn cắt cùm cùm. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ai vô phía kia không biết cắt cùm cùm là gì. Nhưng mà thích thì để vô. Let's get it. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa Hạ ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không có nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc. 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc. Tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi. Bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được. Mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.